Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay Trung Kiên sẽ quay cho mọi người một nô hoa giấy ghép gác cổng này. Cây này thì các bạn ghép hai chậu vào thì sẽ tạo thành một cái cổng rất là đẹp nhé. Ở đây thì mình làm các cái khuôn nó tương tự như nhau. Cái chậu thì mình đưa lên chậu 60 này. Và cái từ đầu này cho đến đầu này nó khoảng độ tầm 4 mét 2 và nó là hai cái khung rời nhé. Hai khung rời này thì các bạn có thể đặt xa hơn nữa cũng được, thì sau này bạn sẽ đua dài hơn, tùy vào cái khoảng cách của hai chậu các bạn đặt, các bạn muốn đặt thế nào cũng được, thì các bạn nối lại thôi là nó ok thôi. Cây này thì cây cũng khá là dày tàn và hoa thì đang rất là rực rỡ nhé. Thường thì loại này nó có khoảng độ tầm từ 3 cho đến 5 màu nha các bạn nhé. Cây cực kỳ dày tàn rồi. Và đây là dòng hoa giấy Thái nguyên bản, trồng hai cây với cả ba cây trên một cái chậu như này. Để mà làm được cái cây được như này thì cũng mất khoảng độ tầm 2 năm mới kín được giàn như này nhé. Các cái cặp cổng này thì giá rất là hợp lý, các bạn có nhu cầu thì liên hệ với Dục Kiên, mình sẽ bán báo giá cho các bạn theo số lượng của các cặp, có những người mua xỉ thì giá sẽ khác. Hoa rất là nhiều nhé. Cây này thì các bạn về chăm thêm để đợt tới này đón một cái nứa hoa mới. Cây rất là đẹp nhé các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với Trung Kiên. Dòng gác cổng này thì các bạn liên hệ với số của mình. Số điện thoại là 0977 999 046 hoặc 03542 55055 nhé. Đấy, hai chậu này sẽ tạo thành một cặp, sẽ tạo thành một cái cổng nhé. Chơi xong đợt hoa này các bạn gò thêm một lần nữa thì cây sẽ rất là kín và rất là đẹp. Cái bóng ngang này của nó nếu mà hiện thời đo như này này thì bóng nó khoảng độ tầm 1m6 1m7. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.